con mẹ nó vừa tới thần châu đã hành nghề đầu hẻm nhỏ là kim ô canh chừng rất im lặng nhìn phương hành từ đầu đến chân lão đầu kia bị vơ vét không còn một xu cảm giác có chút im lặng hiện tại gia sản của tiểu thổ phỉ này không nói phú khả địch quốc nhưng coi nhựa thần châu cũng là một phương tiểu phú vậy mà vì mấy đồng bạc mà đi ăn cướp người người nên nghĩ kỹ ta làm nghề này là vì thiên nhất cung châu ly công tử hắn là đệ tử chân truyền của thiên nhất cung người người cướp ta cẩn thận ly công tử vào thành chu sát người tại chỗ. Lão đầu nơm nớp lo sợ, gặp qua một số người y vào thần thông nháo sự mà bị trục xuất, nhưng chưa thấy qua loại hành vi này, đầu hẻm cách cửa thành còn chưa quá trăm trượng, tên nhà quê này từ đâu tới, sao mà to gan như vậy. Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng vì kiếm gác ở trên cổ, còn thật không dám lộ ra, chỉ lắp ba lắp bắp uy hiếp. Dùng biện pháp này kiếm tiền, các người thực biết chơi, phương hành ra tay cũng không khoan dung, lục soát xong tất cả tiền bạc, ngón tay gõ ngất xỉu hắn. Thu nhập cũng không ít, mấy chục lượng bạc vụn còn có tầm 10 sâu tiền, ngoài ra còn có một tấm ngân phiếu ngàn lượng, rất lâu không có cảm giác cấp ngân lượng rồi, phương hành hết sức hài lòng trở về, cười toe toét tràng cổ kim ô nói. Đi, tiểu gia biết trong khoảng thời gian này lên lụy ngươi, ăn bữa ngon đi. Khí tượng thần châu không giống nơi khác, mặc dù nơi này là thành thị phàm nhân, không phải thành trì người tu hành vãng lai like trao đổi, nhưng linh khí dư giả, trong thành tùy tiện tìm một quán rượu cũng lộ ra văn hoa hàm ẩn trên tường có rất nhiều đệ tử tiên gia lưu lại mặc bảo về phần món ăn cũng không tiện nghi bất quá ngân lượng trên người phương hành miễn cưỡng đủ một người một quạ ném tiền cái gì sườn chiên heo sữa quay tôm hấp thịt viên kêu một bàn lớn lại thêm hai vò tử lê hoa bạch một người một bên ăn ngấu nghiến ba tháng ngày không ngừng đi đường thật có thể nói rất mệt ngọc hai người thoải mái nâng ly ngược lại đưa tới không ít người ghé mắt Lúc này trên lầu hai quán rượu, mặc dù không phải giờ cơm, nhưng cũng ngồi không ít nhã khách, gọi một bình rượu, địa thức nhắm, chậm rãi ăn uống, chỉ là giết thời gian mà thôi. Thấy Phương Hành và Kim Ô ăn uống khó coi, có không ít người ném ánh mắt chán ghét tới, chỉ tiếc không có tác dụng, ai dám nhìn qua liền chừng chờ. Về, ăn uống hơn phân nửa, dưới quán rượu lại đi lên ba thực khách, dáng người thon dài, pháp bảo không tạp, phía sau vác trường kiếm, thần thái thong dong tiểu nhị theo ở bên cạnh ân cần hầu hạ, xem ra cũng là khách quen. Ba người lên lầu, ánh mắt nhìn thấy Phương Hành và Kim Ô An hăng say, lông mày không khỏi nhíu lại. Tiểu nhị, Thái Bạch Cư các ngươi khi nào thành nơi cho thôn dã mãn phu cản quấy rồi, công tử cầm đầu chừng ba mươi mấy tuổi, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ tiểu nhị một chút, trêu chọc nói. Tiểu nhị nhất thời có chút xấu hổ, lại không dám đắc tội Phương Hành và Kim Ô, nghĩ thầm con mẹ nó, người ta vừa tới đã ném ngân phiếu ngàn lượng, bảo chúng ta có gì ngon mang lên hết, so với người mỗi ngày tới chỉ gọi một bình rượu hai đĩa thức nhắm ngồi đến trưa, cho mười lượng bạc là nhiều lắm rồi, còn không biết. Xấu hổ mắng người ta. Bất quá tiểu nhị cũng có chút ánh mắt, nghe người ta nói vị công tử này thân phận không bình thường, chính là chân truyền của tiểu tiên môn, trước kia cũng thường xuyên đến thành này đi dạo, không muốn đắc tội hắn, nên không có trả lời, chỉ cười bồi dẫn bọn hắn đi, phương hành và kim ô cũng không để ý, nhìn như không muốn gây. Chuyện cũng không phải hai người tính tình tốt, chủ yếu là Phương Hành nghe đối phương nói nhưng không hiểu gì, cúi người xuống, thấp giọng hỏi Kim Ô. Tên khốn kiếp kia nói thôn dã mãn phu là có ý gì, Kim Ô cũng không rõ ràng, thuận miệng nói. Có lẽ gọi chúng ta là ra Gia. Phương Hành gật đầu thỏa mãn, không có ý định sao đo gì nhiều, dù sao đối phương cũng rất biết điều. Dù đi, thanh âm của hai người bọn họ không cao, nhưng một nữ tử bạch y ở bàn bên cạnh lại nghe được không khỏi bật cười lên nữ tử này còn tới trước đám người phương hành lẻ loi một mình trước người bày một bình rượu hai cái ly lại không thấy nàng uống qua chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ sững sờ tựa hồ cõi lòng có rất nhiều tâm sự khí tức buồn bã trên người để ai cũng cảm thụ được lúc này lại bởi vì trong lúc vô tình nghe phương hành và kim ô đối thoại nhìn không được cười lên quay đầu nhìn thoáng qua nhà cô nàng này không tệ Phương Hành cười hì hì, nhìn nàng dơ rượu, nhưng không nghĩ tới, nữ tử kia thấy trên bàn bọn họ bừa bộn, lại nhíu mày, không để ý tới, Phương Hành bất mãn, nghĩ thầm kêu cái gì chứ? À, công tử ca đang được tiểu nhị dẫn về phía tây cũng nhìn thấy nữ tử kia, tâm tư khẽ nhúc nhích, ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ với tiểu nhị gì đó, tiểu nhị kia nhất thời nhìn thoáng qua Phương Hành, mặt lộ vẻ khó xử, chậm chạp không động chân, công tử kia đã có chút bất mãn, khẽ hờ một tiếng, dứt khoát không để ý tới. Tiểu nhị, tự mình cất bước đi tới. Cách cách, hai miếng bạc vụn rơi vào trên bàn trước mặt Phương Hành và Kim Ô, lan hai vòng, sau đó rớt vào bát canh dưa chua. Phương Hành ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lên, công tử kia nhìn nữ tử bàn bên cạnh Phương Hành, thản nhiên nói. Các ngươi đều bàn khác, chờ quấy giày cô nương này thanh tĩnh, Phương Hành càng ngây người, thật lâu không có mở miệng, công tử kia đã hơi không kiên nhẫn, quạt nhẹ nhàng vung lên, giống như đuổi con ruồi. Thái Bạch Cư là nơi thanh nhã, mặc dù ở trong thành phàm nhân, nhưng cũng lấy thanh tĩnh làm tên, sao dung được mãn phu như các người, rõ ràng là quấy giày thư hương mặc khí ở nơi này, bàn công tử cũng không khinh người, đến dưới lầu ăn đi, bàn này xem như bồi thường các người. Phương Hành càng ngây người, trong lòng suy nghĩ lại có người chủ động tìm tiểu gia gây sự, công tử kia còn tưởng Phương Hành bị dọa sợ, không nhịn được nói. Ngươi còn không đi, Ánh mắt của hắn cũng không cao minh lắm, chỉ bằng tướng lĩnh thủ cửa thành. Thấy Phương Hành ăn mặc bình thường, khí cơ trên người như có như không, nên kỷ nhìn cũng không lớn. Ngược lại coi hắn thành linh động cảnh, nếu không phục thì ném ra ngoài cửa sổ là được. Công tử kia thúc hỏi, cuối cùng Phương Hành cũng mở miệng. Con mẹ ngươi, bồi bát canh dưa chua cho ta! Tiếng quát kêu ra, cả Thái Bạch cư lặng ngắt như tờ. Ngươi, ngươi nói cái gì? công tử kia vốn định ở trước mặt nữ tử bạch y khoe khoang, lại bị người quát mắng, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nói con mẹ ngươi, bồi bát canh dưa chua cho ta, nếu không ta quất chết ngươi, phương hành vỗ bản nhảy dựng lên quát, trong cơn giận dữ, khí cơ trên người lưu truyền, hiện lộ hán tu vi không tầm thường, tuyệt đối không phải linh động cảnh bình thường. Sắc mặt công tử kia đã nhịn không được, tức giận đến bàn tay phát run, luôn miệng nói. Được, tốt, là ngươi muốn chết, đừng trách bản công tử không nề tình. Đang khi nói chuyện, ngón tay nắm quạt xếp đã phát xanh, trên người linh lực dập dờn, dự định xuất thủ. Nhưng lúc này, hai đồng bạn phía sau hắn vội vàng kéo lại hắn, thấp giọng khuyên bảo. Không được xuất thủ. Hiện tại không giống ngày xưa, thiên nhất cung đã ban xuống pháp chỉ, trong nghiệp châu thành không được sử dụng pháp thuật. Hai người khuyên, công tử kia mới phản ứng lại, linh lực trên người dần dần tan biến, lạnh lùng nhìn phương hành, thấp giọng nói. Đồ nhà quê, lá gan của người không nhỏ. Đáng tiếc hôm nay là ở trong nghiệp châu thành, bản công tử vì sự tình long nữ chọn rể mới đến, không muốn vì nhỏ mất lớn, tạm thời tha ngươi một lần, chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng ra thành, nếu không, hắn cười lạnh, muốn ném ngoan thoại xong rồi đi. Nhưng hắn không đề cập tới chọn rể còn tốt, nhắc lên việc này phương hành lại nổi giận, nhảy dựng lên tát một cái, mắng. Chọn rể chọn rể chọn con mẹ ngươi, dù nữ nhân kia có cái gì tốt, ngay cả vương bát đản như người cũng dẫn đến. Một tát kia nhìn không quá mức lạ thường, chỉ là quán chú linh lực, lực lớn vô cùng. Công tử kia kinh hãi, vùng quạt ngăn ở trước mặt, lại bị một trường này đánh cây quạt tan nát, sau đó rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt hắn, quất tới thân thể hắn bay lên, sư sư hai tiếng đụng vào trên tường, sau đó đụng nát vách tường, bay thẳng ra đường cái. Người, người dám động pháp ở trong nghiệp châu thành, hai bằng hữu của công tử ca kia đã bị hù mạt như màu đất xem ra trong thành không thể động pháp đối với bọn hán ảnh hưởng không nhỏ thẳng đến lúc này cũng không có ý tứ hoàn thủ động pháp thì sao nhưng phương hành không khách khí trở tay lại là một trường linh lực vô hình dẫn dắt rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt một người khác lúc đầu người kia đã phòng ngự kết quả lại không khác gì không có phòng ngự đụng nát vách tường bay ra ngoài tên cuối cùng bị hù hét to quay đầu bỏ chạy lại bị một cái cánh vỗ tới cũng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời vách tường của Thái Bạch Cư, có ba mặt bị đánh thủng, chỉ còn phía nữ từ kia chưa sao. Hắn, hắn không muốn sống sao, cũng dám động thủ ở nghiệp châu thành. Ta cảm giác không sai, vừa rồi hắn vận dụng linh lực, tuyệt đối vận dụng linh lực. Phiền toái như vậy, gây lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động đệ tử chấp pháp của thiên nhất cung. Toàn bộ lầu hai thái bạch cư như tổ ong vò vẽ, trực tiếp loạn thành một đoàn tiểu ra không gây chuyện, các ngươi còn tưởng ta là quả hồng mềm đúng không? Phương hành thờ hồng hộc, tức giận bất bình ngồi xuống, vỗ bàn bảo tiểu nhị đổi một bát canh dưa chua. Lúc này nữ tử ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt cũng hơi khác lạ, quay đầu nhìn lại. Nghiệp Châu Thành có pháp chỉ, bất kỳ đệ tử tiên gia nào cũng không thể động pháp thuật gây chuyện thị phi, nếu không nhẹ thì cảnh cáo, trục xuất khỏi thành, nặng thì tại chỗ giết chết, không chỗ nói rõ ly lẽ. Từ khi pháp chỉ lòng lựa chọn dề đưa ra ngoài, ngàn vạn tiên gia đi tới Nghiệp Châu Thành, trước trước sau sau đã có. Mười người bị thiên nhất cung đuổi ra ngoài, không người may mắn thoát khỏi. Nhưng hôm nay Thái Bạch cư lại náo ra động tĩnh to lớn, đã dẫn phát vô số người vây xem. Pháp lệnh của thiên nhất cung ở đây, ai dám nháo dự trong nghiệp châu thành. Thời điểm càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt, chỉ nghe trên không trung có người quát lớn, bốn năm đệ từ thiên nhất cung ngự mây bay đến, người cầm đầu tầm ba mươi mấy tuổi, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lạnh lùng, trên mặt còn có vẻ tức giận chưa tan. Ánh mắt nhìn xuống dưới, muốn nhìn ai không có mắt như thế để cho mình. Phát tiết nộ khí, đệ tử chấp pháp đám người này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện ở trong nghiệp châu thành, nên ngay cả phàm nhân cũng nhận ra được. Chỉ hiếu kỳ chính là bên người đệ tử chấp pháp sao còn mang theo một lão đầu mộc mạc. À, châu ly, người kia là đệ tử chân truyền của thiên nhất cung châu ly, sao hắn lại đích thân đến? Sweet, nghe nói người châu ly phái tới đổi tiền đồng bị đánh cướp hắn là đến tra chuyện này cũng coi như ra hỏa kia xui xẻo vậy mà đụng phải chô ly vừa vặn vào thành hắc hắc nếu như bình thường bị giáo huấn vài tiếng giao chút tiền bạc là xong việc nhưng bây giờ nhìn lấy gương mặt chô ly chất đầy hàn khí đã có không ít người châu đầu ghé tai sau khi các đệ tử từ không trung rơi xuống liền tách ra vây quanh để phòng người ở bên trong đào tàu mà chô ly mặt lạnh như xương thì dẫn theo lão đầu mập mạp hạ xuống ném đối phương xuống đất, quát lạnh nói. Trước xử lý xong chuyện bên này, lại đi tìm ra hỏa kia, hừ hừ, nếu thật có người như vậy thì thôi, nếu ngươi dám nói bậy, nước linh thạch của ta, ta muốn cả nhà ngươi hoàn lại, lão giả kia bị hù đến vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Sư huynh tham mạng, dù tiểu đệ gan lớn như trời, cũng không dám nuốt đồ vật của ngài, Châu Ly không có lý tới hắn, chắp hai tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua, thấy được công tử quạt xếp vừa mới tỉnh lại. Công tử này vừa mới thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đầu bị đánh choáng, vừa mở ra mắt đã nhìn thấy Châu Ly, vội vàng khóc nức nở xông tới, kêu lên. Châu Sư Huynh Người phải làm chủ cho tiểu đệ, tiểu đệ vì quy củ của thiên nhất cung chúng ta, chưa từng xuất thủ, kết quả tên khốn kiếp kia lại thừa cơ xuất thủ tổn thương ta. Phóc Hắn còn chưa vào tới, trong tay áo của Châu Ly có một đạo thanh quang bay ra, cánh tay cầm quạt xếp đã bay đến giữa không trung, máu tươi như mưa, công tử quạt xếp gào thét, ngã trên mặt đất. Gây phiền toái, chính là phạm quy củ của thiên nhất cung, thật coi pháp chỉ của thiên nhất cung cung chủ là nói giỡn sao. Tay áo của Châu Ly khẽ nhếch, thanh quang bay trở về, lại là một thanh phi kiếm, Châu Ly thì mặt lạnh như xương, ánh mắt mỉa mai nhìn công tử quạt xếp nằm trên mặt đất. Bất kể có phải là ngươi xuất thủ trước hay không, đều xem như phạm vào quy củ, giao ra một ngàn linh thạch, tha cho ngươi còn sống lăn ra khỏi thành nếu không ngay cả mạng cũng lưu lại nơi này đi dứt lời quay người đi về phía thái bạch cư trong miệng nhẹ nhàng nói ai cùng ngươi là chúng ta lúc này trong thái bạch cư đã lặng ngắt như tờ tất cả mọi người sợ hãi rụt rè trốn ở góc tường kinh ngạc nhìn châu ly mà châu ly nhìn cũng không nhìn bọn hắn trực tiếp đi lên lầu hai còn chưa hỏi mới vừa rồi là ai xuất thủ đã thấy bàn phía đông có hai gia hỏa không coi ai ra gì chỉ lo ăn uống ánh mắt không khỏi phát lạnh Châu Ly hắn tự mình đến, ai không sợ như tiên thần, chỉ có hai gia hỏa kia dưới mắt không ai, đối với hắn làm như không thấy. Cái này khiến trong lòng hắn hận luôn cả nữ tử ngơ ngác xuất thần ở bàn bên cạnh. Là ngươi động pháp ở trong thành, làm trái pháp lệnh của thiên nhất cung. Châu Ly nhìn về phía phương hành, sắc mặt âm lãnh, chậm rãi tiến lên trước, trong tay áo đã có thanh mang chớp động. Nhưng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét cực kỳ hưng phấn vang lên. Châu Sư Huynh, là hắn là hắn, người cấp ta chính là hắn, là tên hỗn đản này lão thiên có mắt, rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc này mở miệng, đương nhiên là lão mập bị châu ly xách qua, tên này thấy được phương hành và kim ô, cơ hồ mừng như điên, ba chân bốn càng lao đến, run rẩy chỉ phương hành, nhìn bộ sáng kia, nếu không phải tu vi mình quá thấp, sợ bị người một tay bóp chết, lúc này đã sớm tự mình sông lên động thủ. Ừm, Châu Ly cũng nao nao, ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý, như kiếm khí đâm vào trên mặt phương hành thanh âm ẩn chứa sát cơ vô tận nói khẽ là ngươi không tuân quy củ đoạt bạc trong tay sư đệ của ta người chung quanh nghe nói ánh mắt cũng ngạc nhiên đều cảm giác có trò hay để nhìn trước kia đã cảm giác ra hỏa mang theo con quạ cai gan lớn nhưng không nghĩ tới lớn như vậy trước đây gặp hắn ở trong thành động pháp đánh người cũng đã âm thầm bội phục không nghĩ tới hắn còn đoạt tiền của thủ hạ châu ly cần biết châu ly thông qua biện pháp này lừa tiền là bắt chuyện qua với thành chủ, thành chủ chuyên môn hạ lệnh, lệnh thương gia trong thành chỉ có thể thu vàng bạc tiền đồng, không được thu nửa viên linh thạch, lúc này mới tạo thành cục diện ngàn vạn tiên gia vào thành, tay linh thạch đổi tiền đồng, nếu không phạm nhân cũng không ngốc. Có linh thạch ngu gì không thu, cũng chính là nguyên nhân như thế, nhiều người tu vi thấp kém, thậm chí ngay cả phạm nhân cũng mang theo túi túi ngân lượng tiền đồng đổi linh thạch, bây giờ xảy ra sự tình ăn cướp ngân lượng, còn là lần đầu tiên, nếu không châu ly cũng sẽ không phẫn nộ như thế. Hắn giận là nếu như người người học tên hỗn đản này, mình làm ăn còn có thể tiếp tục sao? Là tiểu gia thì thế nào? Phương Hành xoay đầu lại, nhìn Châu Ly một cái. Hắn không có bất kỳ hào cảm gì với đệ tử của Thiên Nhất Cung, con mẹ nó, giúp nữ nhân của mình tìm nam nhân chính là bọn hắn, đều không phải đồ tốt, bất quá bất mãn trong mắt hắn rơi ở trong mắt Châu Ly lại là ý khác, hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới. Vị đạo hữu này, ngươi lần đầu tiên vào thành đã đoạt sư đệ ta, lại ở trong thái bạch cư nháo sự, không để pháp chỉ của thiên nhất cung ta vào mắt, chẳng lẽ có thành kiến gì với thiên nhất cung ta sao, hay là lòng mang ý đồ xấu đến phá hư đại điền chọn rể của trưởng công chúa. Sau khi xác định phương hành đoạt tiền, hắn đã nổi lên sát cơ, không cho thủ cấp của tên hỗn đản này ở cửa thành, giết gà dọa khỉ uy hiếp các tu sĩ khác là không thể, chỉ bất quá đả thương người là việc nhỏ, nhưng giết người là chuyện lớn, hắn cũng phải trước chục mũ mới có thể ăn nói về cấp trên. Hay a, à, Ngươi nói không sai, tiểu ra là đến phá hư đại điển chọn dễ. Thế nào? Phương Hành cười lạnh, vỗ bàn một cái, cầm đôi đũa lên. Châu Ly này dạng chó hình người, trên thực tế bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ, còn không được Phương Hành để vào mắt, thôi một hơi cũng có thể giết trăm người như hắn. Châu Ly không có nghĩ đến mũ trục thuận lợi như vậy, cười lạnh một tiếng, tay áo muốn hất lên, lúc này Kim ôn nheo mắt, nó là người hiểu rõ tính tình của tiểu thổ vỉ nhất. Nếu như Châu Ly xuất thủ, chỉ muốn đả thương người mà không phải giết người, như vậy hôm nay hắn chỉ bị đánh gần chết, cướp đi túi chữ vật mà thôi, nhưng hắn động sát cơ, như vậy sẽ phải thay ngã tại chỗ. Tiên nhất cung quy củ thật lớn, thời điểm sát cơ hết sức căng thẳng, đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên. Chu Ly nao nao, ngừng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy nữ tử kia quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo, thời điểm nói chuyện, lại lấy ra một lệnh phủ nho nhỏ đặt ở trước người, lệnh phủ chỉ bằng bàn tay trẻ con, màu xanh trong suốt, vừa lấy ra, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống, kết thành sương lạnh. Ánh mắt Châu Ly run lên, lui ra phía sau một bước, rất cung kính thi lễ, cúi đầu nói. Nguyễn Lai là sư tỷ của âm linh đạo đại giá Quang Lâm, đệ tử chân truyền thiên nhất cung Châu Ly không biết chân dung, không có từ xa tiếp đón, mong sư tỷ thứ tội. Âm linh đạo Người ở chung quanh nghe vậy, không khỏi nao nao, ngay cả các đệ tử thiên nhất cung ở xung quanh cũng thi lễ. Ta họ khâu, Người này là hầu cận của ta, có thể để Thiên Nhất Cung nể tình, tha cho hắn một mạng hay không? Nữ tử kia cười lạnh, thu hồi lệnh bài, nhẹ giọng hỏi. Châu Ly mồ hôi rơi như mưa, cười gượng nói: đã là hầu cận của Khâu sư tỷ, tự nhiên tất cả đều dễ nói, chỉ là không biết sư tỷ tới nghiệp Châu Thành khi nào. Sao không nói với Thiên Nhất Cung một tiếng? Chắc hẳn mấy vị sư huynh và thiếu chủ của chúng ta sẽ đích thân tới đón. Hai phái chúng ta nhiều năm giao hảo, đồng khí liên tri lại để cho ngài ở trong nghiệp châu thành thì quá không ra gì nữ tử họ khâu thản nhiên nói ngồi ở chỗ này nghĩ một số chuyện mà thôi chỉ là thực quá ồn ào ngươi trở về đi sau nửa canh giờ ta tự sẽ đi thiên nhất cung dứt lời nhẹ nhàng nhìn châu ly truyền âm chớ có trách ta quấy nhiễu chuyện tốt của ngươi ta là nề tình thiên nhất cung thiếu chủ cứu ngươi một mạng đừng nhìn người này thô tục khí cơ suy nhược nhưng nếu ta không nhìn nhầm tu vi của hắn chỉ ít là chúc cơ hậu kỳ con quạ đen kia cũng bất phàm khí huyết hồn hậu mặc dù chưa thoát yêu thai nhưng thực lực chỉ sợ đủ để diệt sát chút cơ trung kỳ bằng chút tu vi ấy của ngươi thật đấu không ngại họ chu ly nghe vậy cả người run lên lãnh đạm nhìn phương hành và kim ô một chút sau đó xưng vâng chậm rãi rút đi phương hành và kim ô nhìn nhau nghĩ thầm nữ nhân cuồng đến không biên giới kia là ai còn nữ tử kia sau khi quát đi châu ly lại suốt thần nửa ngày mới xoay đầu lại nhìn phương hành cười lạnh nói Ta cứng ngươi là bởi vì ngươi nói rất hay, trưởng công chúa kia chỉ là tiện nhân, có gì tốt. Phương Hành nghe xong không vui. Ai, sao ngươi lại mắng người, vừa rồi tiểu gia nói là xú nữ nhân, nói tiện nhân hồi nào, lại nói, nữ nhân của ta ta có thể mắng, ngươi lấy quyền gì mắng. Chỉ là chúc cơ cảnh liền dám đến địa bàn thiên nhất cung gây sự, thật coi mình là thần tử sao. Nữ tử áo trắng kia quát lui thiên nhất cung châu ly xong, lúc này mới lãnh đạm nhìn thoáng qua phương hành, trong ánh mắt có chút xem thường, hử lạnh nói. Có lẽ ngươi có thể giả heo ăn thịt hổ, để châu ly ăn thua thiệt ở trên tay ngươi, nhưng thiền nhất cũng có thập đại chân truyền, ba người đầu lại thêm thiên nhất cùng thiếu cung chủ đều đã kết đan, gây đến bọn hắn, ngươi và con quạ đen này là tự tìm đường chết. Phương hành và kim ô hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác có chút im lặng, ngươi mới trúc cơ, cả nhà ngươi đều trúc cơ, đứa tử này từ đâu tới, không có nhãn lực thì đừng nói lung tung được không? Tu Vi không có cách nào viết lên mặt quả nhiên rất đau đầu, đi đâu cũng bị người khác xem nhẹ. Thiên nhất Cung Trô Ly coi bọn họ thành quả hồng mềm bóp thì cũng thôi, không nghĩ tới kẻ tự cho mình có chút nhãn lực, lại cũng chỉ coi bọn họ là chút cơ cảnh. Đích nhiên này cũng không trách nàng, chủ yếu là bây giờ Tu Vi của Phương Hành tăng mạnh, tới kim đan trung kỳ đỉnh phong, hắc kiếm chuyển liễm tức thuật cũng lên. Một bậc thang, bây giờ Tu Vi giống như bị một tầng khói xanh bao phủ, như ẩn như hiện, tuy thời có thể trốn vào hư vô, người bình thường phán đoán tu vi của hắn đã cực kỳ khó khăn. Kim ô cũng đồng dạng, con đường tu hành khác với bất luận kẻ nào, mặc dù thực lực đã sớm bước vào kim đan cảnh, nhưng tu vi lại không dễ phán đoán, nữ tử này có thể từ trên người phương hành ngẫu nhiên hiển lộ ra khí tức và khí huyết ba động của kim ô nhìn ra thực lực hai người vừa ra khỏi trình độ trước. Cơ cảnh, đã rất không dễ dàng rồi, đương nhiên, tự hồ nữ tử này cực kỳ tin tưởng nhãn lực của mình, lại không biết mình sai không hợp thói thường, trong lúc nhất thời, phương hành và kim ô đều có chức lừa trả lời sở khóc sở cười mặc dù vừa rồi nữ tử này hảo tâm nhưng dáng vẻ cuồng không biên giới kia cũng làm người ta muốn lột y phục của nàng mà nữ tử họ khâu lại không biết trong lòng phương hành đang nghĩ gì thấy hắn không đáp còn tưởng hắn bị thân phận của mình dọa sợ liền cười lại một tiếng nhàn nhạt mở miệng ngươi không cần sợ ta ta cũng sẽ không làm khó ngươi trái lại nể tình câu nói vừa rồi ta sẽ dẫn ngươi đi thiên nhất cung một lần nếu ngươi có dũng khí ở trước mặt người kia lặp lại lần nữa, ta sẽ trọng thường. Phương Hành càng bó tay, bất quá nghe nàng nói, trong lòng lại khẽ nhúc nhích, cười nói, ngươi có thể mang bọn ta tiến vào Thiên Nhất Cung. Nữ tử họ khâu cười lạnh nói, tiến vào Thiên Nhất Cung có gì khó, chỉ sợ ta không đi, bọn hắn cũng phải đến mời ta. Phương Hành lập tức đáp ứng, tốt, ngươi muốn ta nói cho ai nghe? Nữ tử họ khâu cười lạnh nói một nam nhân phụng lòng ngừng lại một chút trong ánh mắt của nàng tựa hồ hiện lên lửa giận âm thanh lạnh lùng nói ta muốn để người kia nghe một chút đạo lý ngay cả hai lúa ở nông thôn đến cũng hiểu sao hắn lại nghĩ mãi mà không rõ dứt lời bỗng nhiên ánh mắt nhìn Phương Hành mang người và thiên nhất cũng dễ dàng ban thưởng cho người cũng dễ dàng nhưng người tốt nhất đừng chỉ ngoài miệng nói một chút nếu không kết cục của người sẽ rất thảm Phương Hành móc móc lỗ mũi cùng kim ô liếc nhau một cái ra hỏa kia đang tặc mi thử nhãn cười ánh mắt tràn đầy xem kịch vui phương hành cũng nhịn không được che chán nhưng nghĩ tới dù sao con nữ nhân kia giúp cũng tốt hơn mình trực tiếp đánh vào thiên nhất cung liền thuận miệng đáp ứng trong lòng lại buồn bực cầm bình rượu tới an ủi nhịn xuống xúc động không đi quất nàng nữ tử họ khâu không nói lại ngồi nửa ngày ở bên cửa sổ trên gương mặt lăn xuống một dòng nước mắt nửa ngày sau nàng đứng dậy ném một viên linh thạch lên bàn âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi. Sau khi nói xong, đã phi thân ra ngoài cửa sổ, lòng bàn chân sinh mây, đứng ngạo nghễ hư giữa không trung, đợi phương hành một chút, phương hành và kim ô lướt nhau, cấp tốc thương lượng. Người cõng ta. Dựa cái gì cõng ngươi, ngươi lại không phải không biết bay. Uy phong nha, thuận tiện cho ngươi giảm béo. Sao ngươi không giảm béo? tiểu ra vóc người đẹp rồi. Ngoài cửa sổ, nữ tử họ khâu đã đợi không kịp, quát lên. Còn không đi. Không làm sao được, Kim Mô đành phải ủy khuất bị phương hành đạp ở trên lưng, uể oải mang theo hắn bay. Cái này cũng là thời điểm đến thần châu thương lượng xong, dù sao cũng là địa giới thần châu, không chú ý cũng không được. Kim ô tạm thời giả làm tọa kỵ của phương hành, không ở trước mặt người khác hiển lộ nó biết nói. Chuyện, này cũng là lưu lại một tay, đúng không có mắt, cũng dễ hồ đối phương bất quá nó bay uể oải như vậy tốc độ chậm giống như rùa đen nữ tử họ khâu lại càng khinh thường phương hành hơn bay qua tiên sơn trùng điệp ước chừng nửa canh giờ đã đến trước một cái hồ lớn phẳng phất như ngọc kính khảm nạm ở trong núi hồ này phương viên ước chừng trăm dặm áo nước thanh tịnh thấy đáy dưới ánh mặt trời nổi lên sóng bước thăm thầm lết nhìn lại liền có thể cảm nhận được khí tức thanh lương nước hồ sâu không biết mấy trượng chỉ vì chất nước trong xanh mới giống như có thể nhìn tới đáy càng sai lòng người mà ở vùng núi quanh hồ lại tọa lạc vô số kiến trúc trung ương nhất là một cung điện ngói xanh mái bích chiếm diện tích ngàn trượng cao chừng 10 tầng hùng vĩ nhưng không bá khí ngược lại có vẻ tiên phong đạo cốt ở chung quanh cung điện còn có to to nhỏ nhỏ không dưới trăm cung điện nối liền không dứt ẩn giữa mây mù mờ mịt không bàn mà hợp tinh thần thuật số nội ẩn huyền cơ nơi này chính là thiên nhất cung phương hành đánh giá đồng thời bóp kim ô một cái ý bảo nó lưu ý trận pháp bố trí. Thiên nhất cung chính là một trong tứ đạo bát thiên thập nhị cung của thần châu, mặc dù ở trong các thế lực không phải đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không thể coi thường, chỉ nhìn thiên nhất cung cung chủ đường vô nhai biết long nữ và thường lan hải không hòa thuận, nhưng vẫn có dũng khí gióng chống khô trưng giúp nàng thu xếp trọn rể. Thì có thể nhìn ra khí phách của thiên nhất cung, đương nhiên, chuyện này theo phương hành là thiên nhất cung nhiều chuyện, nhàn đến không có việc gì làm, tự tìm phiền toái cho mình, đoán chừng thiên nhất cung cũng không nghĩ tới trong lúc bất trì bất giác đã đắc tội tiểu ma đầu của nam chiêm bộ châu khâu sư muội đại giá quang lâm không có tiếp đón từ xa vạn mong thứ tội vừa mới bay đến nơi đây liền nghe phía trước có tiếng cười cởi mở chỉ thấy một nam tử áo lam giá mây nganh đón người này thân hình cao lớn khí chất xuất chúng tu vi thình lình đã là nửa bước kim đan cảnh từ tuổi đến xem cũng không thấp tay áo bổng bềnh cưỡi gió rời đi bên người đi theo châu ly trước đây không lâu còn ở nghiệp châu thành thế qua xa hỏa kia lúc đầu không ai bị nổi, lúc này lại núp ở phía sau nam tử. Áo lam, sợ hãi rụt rè, xem ra cùng là chân truyền, nhưng thân phận lại có cao có thấp. Nguyễn Lai là tứ đại chân truyền tô quân tô sư huynh tự mình đến tiếp, sư muội sợ hãi, thấy là nam tử này, nữ tử họ khâu cũng mất đạm mạc lúc trước, nhẹ giọng cười nói, tô quân vội vàng hư đỡ nói. Đệ tử thiên tài khâu tiểu ngọc của âm linh đạo đích thân tới, ta sao dám không đến, ha ha, vừa rồi châu sư đệ trở về nói với ta khâu sư muội ở nghiệp châu thành ta liền lập tức xuất quan vốn định đến nghiệp châu thành tiếp muội nhưng không nghĩ tới vẫn chậm một bước để muội tự đến đây vạn mong thứ tội nào dám làm phiền tô sư huynh tự mình đi tiếp tiểu muội sợ hãi thấy hai người ở nơi đó hư tình giả ý khách sáo phương hành đã không kiên nhẫn được nữa uể oải ngồi xổm ở trên lưng kim ô trong thiên nhất cung đã quách ra một gian lầu các sạch sẽ khâu sư muội nên ở lại chơi vài ngày mới tốt Tô Quân mời, khi nhìn đến Phương Hành và Kim Ô, lại khẽ cho mày nói. Lần này khâu sư muội đến lại mang theo một hầu cận và một tọa kỵ, Kim Ô này bề ngoài cũng không tệ lắm, khâu sư muội thu phục khi nào vậy? Khâu Tiểu Ngọc ở trước mặt Tô Quân cũng không khách khí, thản nhiên nói. Ta tới gấp, lại là trộm chạy đến, sư tôn cũng không biết, hầu cận không mang theo ai, trong lúc vô tình gặp hai người này, thấy có chút ý tứ, nên tiện tay nhận. Ha ha, không sao lát nữa ta sẽ ăn bài mấy tùy tùng đến hầu hạ sung muội tô quân cười ha ha ra hiệu phương hành và kim ô theo sau lưng hắn ngược lại là châu ly vốn hoài nghi phương hành và kim ô trước đây không nhận ra khâu tiểu ngọc lúc này nghe nàng nói không thể nghi ngờ là xác định điểm này sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua phương hành phương hành cũng vừa vặn nhìn hắn cố ý phun nước nướng xuống hồ cử động khiêu khích kia nhất thời chọc châu ly giận sôi lên suýt nữa từ trên mây rớt xuống bây giờ hắn đang trong cung khâu tiểu ngọc và thiên nhất cung ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra quất một vòng nhẹ giọng hỏi tô quân biết nàng hỏi là ai sắc mặt xấu hổ thấp giọng nói lứa sư huynh đang chuẩn bị bái lễ không ở trong cung khâu tiểu ngọc nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến nói ta đã tới luôn có thể nhìn thấy hắn tô quân không nói nữa cười khổ một tiếng ở phía trước dẫn đường long nữ ở chỗ nào trong trầm mặc sau khi phương hành tiến và thiên nhất cung cũng ngó bốn phía bỗng nhiên mở miệng hỏi tô quân thấy thế cao mày tựa hồ có chút ghét bỏ hắn vô lễ bất quá không có mở miệng ngược lại là châu ly bỗng nhiên âm lãnh cười nói kỳ thật ngươi cũng là đến chọn rể sao nói cho ngươi cũng không có gì thương lan hải trưởng công chúa ngao trinh ở trong lầu các giữa hồ nếu như ngươi cảm thấy hứng thú với chọn rể, không bằng sớm đi một chút, không chừng trường công chúa vừa ý tiện nghi ngươi thì sao, ha ha. Là ở đó. Phương Hành không để ý tới hắn, nhìn thoáng qua một lầu nhỏ tinh xảo ở giữa hồ, cười hắc hắc nói. Ban đêm lại đi, bộ dáng cười xấu xa kiên nhất thời dẫn tới Tô Quân cũng nhìn hắn một cái, cười nhạt lắc đầu, giống như cảm thấy cực kỳ buồn cười. Mà khâu Tiểu Ngọc cũng cảm giác không vui, chừng mắt liếc hắn một cái, đã có chút hối hận dẫn hắn đi vào. Đừng trách ta không có nhắc nhở người, trong thiên nhất cung ngư long hỗn tạp tám bước một cấm trăm bước một trận minh thị ám vệ tầng tầng lớp lớp thân phận như ngươi đi ra một câu nói không rõ ràng sẽ bị người làm thịt vì mạng nhỏ vẫn làm ngoan ngoãn ở lại dưới lầu đi không có việc gì không nên quấy dày ta càng không thể lên lầu dám lên lầu một bước ta đánh gãy chân của ngươi lên lầu hai bước ta lấy mạng của ngươi ngày hôm đó ở dưới tô quân dẫn đường khâu tiểu ngọc phương hành và kim ô đi tới trước một tiểu lâu phía tây thiên nhất cung vô luận là vị trí hay trình độ tinh xảo đều kém xa tít tắp những lầu các trong thiên nhất cung bất quá khâu tiểu ngọc cũng minh bạch thân phận của mình có thể được tô quân tự mình đến tiếp còn dọn một gian lầu nhỏ cho mình là nhìn sư môn của mình vào mặt mũi của người phụ lòng kia nên yên lặng vào ở không nói thêm gì lầu nhỏ có tất cả hai tầng tầng phía trên tự nhiên là quần nàng trước khi đi lên liền sụ mặt dặn dò phương hành vài câu giống như không nói phương hành sẽ ở trong đêm lèn vào cửa sổ phòng nàng vậy cái này khiến phương hành cảm giác cực kỳ khó chịu không tin được nhân phẩm của tiểu gia sao có mấy thanh niên lớn lên tuấn tú giống như tiểu gia sẽ tùy tiện lèn vào cửa sổ phòng người khác khâu tiểu ngọc tự nhiên lười nhiều lời với phương hành sau khi cảnh cáo liền lên lầu ngay cả tô quân phái tới hai nữ đệ tử ngoại môn hầu hạ nàng cũng bị lưu ở dưới lầu đối xử như nhau hai thị nữ cũng bị cảnh cáo không thể tùy tiện lên lầu phương hành nhịn xuống không phải tính tình tốt mà là cảm giác không biết nói cái gì cho phải đụng phải mặt hàng đầu óc toàn cơ bắp, hắn cũng lười động thủ. Ở trong cảm ứng của hắn, rõ ràng phát hiện khâu tiểu ngọc ở thời điểm lên lâu, ngón tay điểm nhẹ, đã ở giữa lầu 1 và lầu 2 bày ra một trận pháp nhỏ không thể biết, lại giống như phong tỏa toàn bộ lầu 2, nàng thân ở lầu 2, có thể tùy ý xem xét động tĩnh lầu 1, nhưng ở lầu 1, nếu có người nhìn. Trộm động tĩnh lầu 2, sẽ lập tức bị nàng phát giác, có thể thấy được cẩn thận đến cực điểm, bất quá nàng bày ra trận pháp này nhìn như cao minh, nhưng ở trong mắt phương hành lại không tính là gì thời điểm nàng bố trí xuống ngón tay của phương hành điểm nhẹ trận pháp đã bị hắn động tay chân nói đơn giản là phương hành để nàng thấy cái gì nàng mới có thể thấy cái đó người phụ tình vô gì mười năm thể non hẹn biển lại không sánh bằng một đạo pháp chỉ sao cũng bởi vì có hy vọng cưới lòng nữ ngươi liền quên lời hứa với ta sao nghĩ khâu tiểu ngọc ta như hoa như ngọc dung nhan động lòng người chỗ nào kém long nữ không nhà để về kia khâu tường ngọc lên lầu dựa vào bên tường ngồi xuống từ trong túi chữ vật lấy ra bình rượu uống say như chết nàng là quá mức tự tin với trận pháp của mình nên uống một trận móng một trận nghiến răng nghiến lợi đằng đằng sát khí chú long nữ một trận lại buồn bã hối tiếc quá nữ sư huynh một trận giống như thành đào kép khóc khóc cười cười điên điên khùng khùng nữ nhân này bị điên sao phương hành cũng nhìn nàng một lúc liền bị hù dùng mình cảm giác nữ nhân này là người bị bệnh thần kinh, dứt khoát không để ý tới nàng, cười hì hì tới trước hai nữ đệ tử thiên nhất cung, chuẩn bị tìm hiểu chút tin tức. Hắc hắc, muội muội, ngươi làm sao lớn lên nha, sao giống như vẽ ra vậy, cố gắng để cho mình càng người lẫn vật vô hại, nhắm một người dùng ra tuyệt chiêu năm đó cửu thúc thúc dạy. Kết quả cung nữ đệ tử dáng người nở nang kiên tự kiềm chế thân phận, vậy mà không để ý tới hắn, hử lạnh một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, phương hành lập tức lướt mắt, lại tiến tới trước người nữ đệ tử vóc dáng gầy gò khác, lôi kéo làm quen. Tỷ tỷ, tỷ làm sao lớn lên, điệu bộ còn xinh đẹp hơn người trên kia. Suy, nữ tử này tính tính tốt chút, không chịu được trêu đùa, bật cười lên. Nữ đệ tử khác thì nhịn không được hung hăng nước hắn, đây là dã tu nơi nào tới, quá đáng ghét. Hắc hắc, cười một tiếng càng đẹp mắt. Phương hành thừa dịp còn nóng rèn sắt, chợt nhớ tới một chuyện nói. Hình như vừa rồi tỷ làm rơi đồ vật, nữ đệ tử kia giật mình, nhìn hắn một cái, phương hành từ trong túi chữ vật lấy ra một dây chuyền trong suốt sáng long lanh. Vừa rồi đệ nhặt được. Đây là mặt dây chuyền linh tinh, nữ đệ tử kia giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tản ra thần thái kích động. Linh tinh chính là từ linh thạch cực phẩm tinh luyện thành, đã là một loại tài nguyên, lại bởi vì đẹp mắt, trong suốt sáng long lanh, nên cũng có người làm thành trang sức cái này giống như lúc trước phương hành từ trong bảo khố của long nữ vơ vét ra linh tinh điêu bảo mã vậy rơi vào trong mắt đệ tử ngoại môn tu vi không cao thì giống như phàm nhân nghèo khổ thấy trang sức hoàng kim lúc đầu ta định giữ lại nhưng nhìn tỷ xinh đẹp như vậy liền cho tỷ phương hành cười hắc hắc kéo bàn tay nữ đệ tử kia bỏ vào trong tay nàng nữ đệ tử kia tự nhiên minh bạch đây là cho mình chỗ tốt vốn muốn cự tuyệt lại hơi do dự nói không nên lời Đệ tử thiên nhất cùng các nàng ở sau khi các tiên gia chạy đến thiên nhất cùng chọn rể, nước lên thì thuyền lên, các loại chỗ tốt xác thực đến không ít, ngay cả nàng cũng không phải lần thứ nhất được ban thường, chỉ không nghĩ tới phương hành mới nhìn giống như nô bộc lệ tử chân truyền âm linh đạo, cũng dạy cho mình chỗ. Tốt, thậm chí ra tay còn hào phóng như thế mà thôi, nữ lệ tử lúc trước không thèm để ý phương hành thì càng con mắt tỏa sáng, có chút hối hận. Người âm linh đạo các ngươi đều hào phóng như vậy, nữ tử gầy gò không có trả lại, khóe miệng mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Ta không phải đệ tử âm linh đạo, trong các nàng không phải đều là nữ sao, cái gì lệ hồng y cái gì khâu tiểu ngọc, tiểu gia ta là đến chọn rể, bất quá không vào được, nên cho nàng chút chỗ tốt để nàng mang ta vào mà thôi. Phương Hành thuận miệng nói bậy, kéo nữ tử gầy gò đến bên người thấp giọng hỏi thăm tin tức. Lấy tiền của người thì phải giúp người làm việc, nữ tử gầy gò cầm dây chuyền giá trị không nhỏ, nên theo Phương Hành hỏi thăm, một năm qua trên người long nữ phát sinh sự tình y đều nói, đương nhiên, thân phận nàng thấp, sẽ không tiếp xúc đến sự tình cơ mật gì, chỉ có thể nói một vài tin tức lưu truyền ra mà thôi. Thời điểm trưởng công chúa được cung chủ thu làm nghĩa nữ ta xa xa gặp qua một lần, thật đúng là xinh đẹp không tưởng nổi, chưa bao giờ nghĩ tới có nữ nhân có thể đẹp giống như nàng. Lúc ấy cung chủ nói, thương nàng hiện tại có nhà không về được, liền thay nàng làm chủ, giúp nàng chiêu một vị hôn phu, phát chỉ phát ra. Lập tức tới thật nhiều người, còn có nhiều người hơn bởi vì đường xá xa xôi, nhất thời không đổi kịp đến. Bởi vậy cung chủ định thời gian ở năm thứ hai, bây giờ còn có 10 ngày nữa. Trưởng công chúa rất ít lộ diện, một mực ở trong di tình viện của tiểu kính hồ. Rất nhiều thiếu gia thân phận không tầm thường tới, muốn sớm gặp nàng. Nhưng nàng Thủy Trung chưa từng đồng ý. Có một ít người thân phận đặc thù, ngay cả thiếu cung chủ cũng đi cầu tình. Nhưng nàng vẫn không đáp ứng, về sao có lẽ phải quá phiền. Nên ở trên tiểu kính hồ bày ra 99 cấm chế bảy tầng trận pháp nói ai có thể một đường phá trận tiến vào di đình viện không chạm bất kỳ cấm chế nào nàng sẽ sớm gặp một lần chỉ tiếc mặc dù rất nhiều người đến chọn rể nhưng từ đầu đến cuối không ai có thể phá giải được đại trận nàng bày ra cho đến bây giờ không một người thành công cái này còn tạm được phương hành nghe vậy cười hắc hắc tựa hồ cảm thấy cực kỳ hài lòng công tử ngươi cũng vì chọn rể mà đến chuẩn bị bái lễ gì chưa nữ tử gầy gò cầm một kiện dây chuyền linh tinh, ngay cả xương hô cũng thay đổi. Bài lễ, ta không cần. Phương Hành liên tục gác đầu. Vì cái gì? Bởi vì cô nương kia vốn là lão bà của ta, ai, trốn nam nhân của mình đi chọn rể, ra môn bất hạnh. Phương Hành thở dài, ngó ngó bên ngoài sát trời đã tối, liền thở dài lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Người muốn làm gì? ngươi đi nơi nào? Hai nữ đệ tử ngoại môn cùng kêu lên, nhưng Phương Hành quay đầu cười một tiếng, hai ngón tay bắn ra, thân thể hai nữ nhất thời mềm nhũn, lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất. Ta đi cạnh cửa sổ lão bà của ta, Phương Hành cười hắc hắc, như khói xanh đi ra lầu nhỏ. Lấy tu vi của hắn bây giờ, tới lui tự nhiên, làm chuyện gì cũng sẽ không bị khâu tiểu ngọc phát giác. Đi, lão Kim, mang ta đi tìm vợ, gọi Kim ô đang uể oải nằm ở nơi đó ngắm sao một người một quả phóng lên trời, biến mất trong bóng đêm. Trong thiên nhất cung, giác thực phòng ngự xâm nghiêm, các loại cấm chế, trận pháp giống như hóa thành một tòa thành có thiên quân vạn mã phòng ngự, chỉ tiếc phương hành và kim ô hành động ở bên trong như chỗ không người, lăng yên không một tiếng động, đến trước tiểu kính hồ, nhìn vào trong di tình viện. Bảy tầng trận pháp, 99 đạo cấm chế, nữ nhân kia quả nhiên không có tùy tiện gặp mặt nam nhân, tha thứ ngươi. Nhìn về phía di tình viện, phương hành cười hắc hắc, bắt đầu cùng kim ô phối hợp phá trận có âm dương thần ma giám các cấm chế có thể nói vừa xem hiểu ngay không động một chút mà trận pháp thì nhìn kim ô tính toán chi thuật của hắn học được từ căn bá phối hợp phương hành cho ra tám cửa suy diễn ra thật quá đơn giản bất quá sau khi cho ra kết quả suy tính phương hành lại suy nghĩ một chút không có trực tiếp đi vào mà ngồi xổm ở bên hồ sửa lại tóc mai sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra áo choàng đen mang lên soi mình dưới hồ nhét miệng làm cái mặt quỷ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt một Mỹ Nam tử ngọc thụ lâm phong. Đi, Mỹ Nam tử nhảy lên không trung, chân đạp kim ô, áo choàng bị kinh phong kéo dài, bay về phía di tình viện. Là, ai, trong nháy mắt chân đạp lên cầu thang, một thanh âm cảnh giác vang lên. Ha ha, là nam nhân của ngươi tới rồi. Phương Hành nghe ra thanh âm kia chính là của Long Nữ Ngao Trinh, cười lớn, một cước đạp cửa trong lầu nhỏ thanh u tĩnh mịch cửa gỗ bị một cước đá văng gió nhẹ trên hồ rót vào bên trong là một căn phòng nhỏ yên tĩnh có bồ đoàn mộc án tố cầm giá sách giải rác mấy đồ vật ở giữa lại có một chiếc đèn đồng tản ra hào quang nhỏ yếu một nữ tử vóc người cao gầy ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn vừa mới quay đầu ánh mắt như kiếm khà 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 phương hành thấy nữ tử này chính là lông nữ ngao trinh liền dựa khung cửa cười hắc hắc. Là ngươi. Lúc đầu long nữ đang đang sát khí, sắc mặt cũng dần dần thay đổi, con mắt rõ ràng trừng lớn, nhìn về phía ra hỏa tựa ở trên khung cửa, hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, cho nên long nữ ngay cả che giấu một chút nội tâm biến hóa cũng làm không được, thần sắc từ kinh ngạc chuyển thành ngoài ý muốn, lại từ ngoài ý muốn. Hóa thành phẫn nộ, từ phẫn nộ hóa thành xấu hổ, từ xấu hổ hóa thành hận ý, từ hận ý hóa thành sát cơ, sao ngươi lại trốn ta chọn rể ta còn chưa chết phương hành đi đến muốn bày xa sắc mật kết quả lại bày không nổi cười hì hì oán giận nói đến cùng là nữ nhân ngủ qua với mình trước khi gặp màn lửa giận ba trượng nhưng vừa thấy mặt thì không giận nổi ta đưa ngươi đi chết tuyệt đối không nghĩ tới lòng nữ lại trực tiếp đánh tới một trường hô không gian ngừng kết thủy khí mở mịt một trường này tựa hồ hận không thể chém nát đầu phương hành a à nhà mưu sát thân phu, phương hành hú lên quái dị, huy trưởng chống đỡ long nữ, sau đó sưu một tiếng nhảy ra mấy trượng. Sao hắn lợi hại như vậy? Long nữ cũng khẽ giật mình, trong trí nhớ tiểu hỗn đàn này vẫn là một tiểu tạc gan to bằng trời làm việc tà quái, không nghĩ tới bây giờ xuất thủ lại có thể thong dong hóa đi một trường của mình, thậm chí còn giống như lưu lực, mặc dù vừa rồi mình cũng không phải hạ sát thủ, nhưng một trường kia vỗ tới, hắn có thể. Dễ dàng tiếp như vậy, cũng nói rõ tu vi của hắn sớm đã vào kim đan cảnh. Làm sao gặp mặt liền đánh nhau, lão phu lão thê ngồi xuống từ từ nói chuyện không được sao, phương hành ngồi xổm ở trên lan can, tức giận nói. Ai lão phu thê với ngươi, lòng nữ quát lên, xem ra lại muốn động thủ. Đừng động thủ đừng động thủ, có chuyện từ từ nói, phương hành sư một tiếng chui ra hơn 10 trượng, cảnh giác nhìn long nữ, bàn tay long nữ đã nhấc lên, nhưng không có đánh ra trường thứ hai, lông mi ngưng tụ, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Đã bốn năm còn không tính lão phu thê, phương hành bu lại, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Lòng nữ lại tức giận, nhưng áp chế xuống, hai mắt lẫm liệt nhìn phương hành, muốn nói gì, lại cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày sau mới trầm giọng mở miệng. Sao ngươi lại tới nơi này, phương hành thấy nàng tạm thời không có ý định động thủ, cười hì hì Nghe ngươi muốn chọn rể ta liền vội vàng chạy tới, mấy tháng này đi đường rất gấp, không thấy ta gầy một vòng sao, sợ tới chậm ngươi theo nam nhân khác chạy. Nghe hắn nói thô tục, lòng nữ lại nhíu mày, đối với tiểu hỗn đản này, trong nội tâm nàng cảm giác rất kỳ quái, mình cũng nói không rõ là tình cảm gì, trầm tư một lát mới lạnh lùng nói. Coi như ta theo nam nhân khác, lại có quan hệ gì với ngươi, phương hành nhất thời trường mắt. Quan hệ lớn sao không, như vậy tiểu gia mũ không phải mọc sừng sao khà 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 khà. Cách đó không xa, Kim Ô ở trên nóc nhà nghe lén nở nụ cười. Cút, Phương Hành quét tới một trường, Kim Ô bị hù oa một tiếng bay khỏi. Người, nghe đối phương nói mọc sừng, lòng nữ lại đè nén không được lửa giận, qua nửa ngày mới ép buộc mình bình tĩnh lại, nói khẽ. Đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, không phải là người ta cố ý, về sau người đừng nhắc lại nữa, coi như một giấc mộng quên đi ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi về Nam Chiêm Bộ Châu đi. Nói xong, thần sắc như có chút điều hưu, nhẹ nhàng thở dài, muốn trở về tiểu lâu. Không được. Phương Hành chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ. Long nữ hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía hán, Phương Hành nghiêm túc nói. Ngủ cũng đã ngủ, sao có thể quên, ngươi yên tâm, tiểu gia không phải loại người không chịu trách nhiệm, Long nữ nhíu mày, đè nén nộ khí quát khác ta nói ngươi đừng nhắc lại việc này, phương hành nhỏ giọng thầm thì. Không đề cập tới là chưa ngủ qua sao. Cầm miệng cho ta. Long nữ không nén được lừa dẫn nữa, mi tâm ngưng tụ, trong tiếng quát trói tai, tay áo cuốn một cái, nước hồ lan tan nhất thời bay lên một mảng lớn, ở trên không trung ngưng kết thành băng, lốm đốm lấm tấm, kiếm quang lóa mắt, lại hóa thành hàng trăm phi kiếm, hiện đầy trong phạm vi trăm trượng, sau đó rung động ầm ầm, phô thiên cái địa đâm về phía phương hành. Ngủ với tiểu gia ngươi còn không nhận, phương hành kinh hãi, tức giận hét lớn, hai tay đảo qua, lực hút vô hình phóng thích, khóa chặt hư không, mang kiếm đầy trời giống như lâm vào vũng bùn, linh lực bị giam cầm, vậy mà treo ở trên không trung, một thanh cũng không rơi xuống được. Người, còn dám nói. Long nữ không muốn tiểu hỗn đàn này nhắc lại việc kia, hắn lại càng nói càng lớn, trong nàng tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn chặt răng ngà, bàn tay trong suốt nhấn một cái, hàng trăm phi kiếm bớt ra lùi lại, sau đó giao hòa, hóa thành một thanh băng kiếm dài hơn một trượng, che kín phủ văn tinh xảo, lăng không nắm trong tay. Chém về phía phương hành. Được rồi, được rồi, tiểu gia không nói, là ta ngủ với ngươi có được hay không, ngoan, cùng tiểu gia đi thôi. Phương hành nói lẽ thẳng khí hùng, trước kia nghe cửu thúc thúc nói, nữ nhân nha, khẩu thị tâm vi, dỗ dành một chút là được, cười hiếp mắt lấy ra huyết ẩm cuồng đao chém một phát phi kiếm bị mai thành vụn băng đầy trời kích bắn ra không trung lại tung bay rơi xuống giống như hoa tuyết bao phủ hai người ở bên trong quỷ mới đi theo ngươi lòng nữ đã không phải đỏ mặt mà là xanh mặt bắt ấn đánh tới ai nha không đi theo tiểu gia ngươi đi đâu chẳng lẽ thật tìm chồng mới sao phương hành thu huyết ẩm đao thân hình phiêu diêu như tiên trong thanh âm đã mang theo bất mãn phải thì như thế nào? Long nữ một ấn vô công, lại thêm một ấn, ngừng tụ lực lượng thiên địa, đánh tới ngược phương hành. Sứ nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn, thinh tiểu gia không biết đánh lão bà sao, phương hành tức giận, một trường đè xuống, đánh tan ấn pháp của long nữ, thở phì phò nói. Còn nói, long nữ dưới cơn thịnh nộ lại đánh tới một trường. Hắc hắc, ta hù dọa ngươi, đi theo ta, ta sẽ không đánh ngươi. Khí khái nam nhân của phương hành không nhấc lên được mấy hơi, đã tan thành mây khói, cười cực kỳ tọc. Nhanh cút ngay, ta không muốn gặp ngươi nữa. Ngươi nói ta lăn ta liền lăn sao, tiểu ra là nam nhân biết chịu trách nhiệm. Ta không cần ngươi phụ trách. Vậy ngươi phải phụ trách với ta. Ta vẫn là giết ngươi đi. Ai nha, tiểu gia ta xui xẻo tám đời, sao lại đi ngủ với một con cọp cái như ngươi chứ? Ha ha, ha ha, vợ chồng mới gặp đã đánh nhau, về sau làm sao sống? Kim ô cười ha ha. Cút, Phương Hành và Long nữ đồng thời xuất thủ, chém Kim ô dụng một mớ lông quạ, làm nó oa oa chạy xa, khó khăn lắm mới được một khe hở, Phương Hành nhìn Long nữ nói. Kỳ thật hắn nói có đạo lý, ta phải trọng chỉnh phu cương hôm nay ta phải giết ngươi lòng nữ lại bổ tới một kiếm hù phương hành quay đầu bỏ chạy trên tiểu kính hồ một nam một nữ một hôi xa một bạch y nhẹ nhàng như bơm bướm, bướm đấu cực kỳ náo nhiệt một bên đấu pháp một bên đấu võng mồm hai người tiện tay tung ra thuật pháp võ pháp đều huyền ảo cao minh ẩn chứa đại đạo tự nhiên cực kỳ mỹ cảm thân hình bồng bềnh như tiên không giống đánh nhau mà giống như tình nhân trêu đùa lòng nữ chưa hiện ra long thân chỉ muốn đuổi tiểu hỗn đản này đi nhưng không nghĩ tới phương hành giống như cạo gia châu đuổi không được đấu võ miệng lại cảm thấy tên này vô sỉ hạ lưu hoàn toàn không phải đối thủ của hắn hai người bọn họ đấu pháp cũng kinh động các tu sĩ trong thiên nhất cung không đến mấy hơi đã có mấy chục đạo khí tức cường đại dâng lên quan sát qua bên này càng có rất nhiều tu sĩ ngự máy bay đến có đệ tử thiên nhất cung cũng có tiền ra từ các nơi chạy đến trọn rể ở bên ngoài tiểu kính hồ ngắm nhìn thấy long nữ ở trên tiểu kính hồ cùng người đấu pháp càng kinh hãi thất sắc đây là có chuyện gì? Sao trưởng công chúa lại đấu pháp với người? Người áo xám kia là ai? Hắn làm sao tiến vào tiểu kính hồ? Không phải là thành công phá trận tiến vào di tình viện chứ? Không đúng, dù phá trận, cũng phải trước đưa bài thiếp, mời người làm chứng, hẹn rõ thời gian, thong rong nhập hồ, nơi nào có đạo lý hơn nửa đêm chui vào khuê phòng người ta, người này nhất định là công tử ca không biết từ đâu tới, mạo phạm trưởng công chúa, bị nàng chui sát. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ ngươi một lời ta một câu, loạn tung tùng phèo, càng có một ít muốn biểu hiện, đã tiến lên hét lớn. Giả tu từ đâu tới, dám đấu pháp với trưởng công chúa. Đám khốn kiếp các người đều cút đi, hai vợ chồng chúng ta cãi nhau liên quan quái gì đến các người. Phương hành đang ứng phó long nữ truy sát còn không quên quay đầu móng một tiếng, rất chán ghét bọn gia hỏa xem náo nhiệt kia. Long nữ vừa thẹn vừa giận, lại sợ hắn hỏng phá đại sự của mình, cắn răng, hùng ác hạ quyết tâm, đột nhiên thu pháp, đứng ở trên không trung, chỉ phương hành quát lạnh. Người này không biết từ đâu tới, dùng quỷ kế trộm vào chỗ ở của ta, nói năng bậy bạ hại thanh danh của ta, các vị đạo hữu ai có thể trợ giúp tiểu nữ chút sức lực, bắt giữ hắn. Cái gì, các tù sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau nổi giận. Con mẹ nó, chúng ta đều trông coi quy củ, tên hỗn đản này lại dám giở trò, giết chết hắn. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nổi giận đùng đùng, hiện lên sát khí, phương hành cũng ngẩn ngơ, giận dữ nói. Số nữ nhân, liên hợp người khác mưu sát thân phu, ta từ ngươi. Thật quá mức. Các tu sĩ đã nổi giận, sát khí từ từ dâng lên, một là bởi vì tên này quá vô sỉ, cũng dám nửa đêm đến dây dưa lòng nữ, không nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy vì chọn dề mà đến, bất luận thân phận cao thấp, đều chỉ có thể ngơ ngác ở trong thiên nhất cung ngay cả mặt của long nữ cũng không gặp được. Sao, tên hỗn đàn này lại trực tiếp chui vào khuê phòng, rõ ràng là không nói đạo nghĩa, còn nữa, đến lâu như vậy, ngay cả mặt của long nữ cũng không gặp, lễ vật cũng không đưa ra được, không công ở hơn nửa năm, thời gian toàn lãng phí, hôm nay không phải là một cơ hội xung xoay tốt sao. Xem ra long nữ bị ra hỏa kia chọc tức không nhẹ, tự mình ra tay thay nàng bắt tới, ấn tượng ở trong lòng long nữ chẳng phải tăng lên, người ôm loại ý nghĩ này quá nhiều ngay cả đệ tử chấp pháp của thiên nhất cung còn chưa kịp xuất thủ, đã có người vọt ra, miệng hét lớn. Từ đâu tới hương dã mãn phu, cũng dám bất kính với trưởng công chúa, đồng bạch vân đến đây bắt ngươi. Sư, một cây ngân thương xoay tròn như rồng, như kim cương cuốn lên đạo đạo sóng nước, gào thét đâm tới phương hành. Bắt con mẹ ngươi. Đối thủ khí thế hung hung, phương hành càng hung, trong tiếng quát mắng, tay chộp ra, trên bàn tay như có lực lượng vạn quân, trực tiếp cầm ngân thương, một thương ẩn chứa lực lượng vô tận, vừa vào tay hắn lại như mọc rễ, không thể động đậy chút nào, mà bàn tay co lại, liền đoạt lấy thương, không ngừng quất xuống. Để ngươi thông đồng lão bạc của ta. Để ngươi ở trước mặt tiểu gia đồ nghịch uy phong. Để ngươi cầm thương khoa tay loạn. Hắn mãnh liệt quất, đánh chim đầu đàn ngao ngao trực hiếu, đầu đầy bao lớn, ôm đầu bò chạy con chó nhỏ này thật hung. Đồng Bạch Vân cũng là thiên tài uy danh hiển hách, sao bị hắn quất giống như đánh nhi tử. Các tu sĩ vây xem thấy một màn này, sắc mặt đều trầm xuống, mặc dù một màn trước mắt buồn cười, nhưng cũng cho thấy người kia không dễ chọc. Công chúa Điện Hạ, tại hạ thập tự lĩnh thanh dương thành người chu tặc này. Một đạo sĩ quát trói tai, phi kiếm như hồng. Khi nào đến phiên ngươi, cô viêm động mộ tiểu mục đến thay trưởng công chúa xả cơn giận này. Tiểu tử đừng hung, thính tuyết hội hồn nhị đại đến đây lĩnh giáo. Hừm, bần đạo cũng đến, bắt chết ngươi. Thần châu không hổ là thần châu, vậy mà không có bị hung phong của phương hành hù dọa, trong lúc nhất thời thình lình lại có bảy tám thân ảnh vọt ra, hoặc tế pháp khí, hoặc tung pháp thuật, rậm rạp ép về phía phương hành, càng có vô số người dục dịch, có mắt tỏa sáng, chờ tiến lên đánh với phương hành một trận trong đó cũng không thiếu tặc tinh, tán ở bốn phía chuẩn bị kiếm tiện nghi. Trong lúc nhất thời, phương hành bị mười mấy pháp bảo thuật pháp vây lại, như cá ở trong lưới. Hôm nay tiểu gia đại khai sát giới, làm thịt tám hỗn đản dám thông đồng lão bà của ta. Phương hành không sợ, trực tiếp vọt lên, đưa tay về phía sau chào một cái, rút ra một thanh đại đao, chân đạp hư không, mỗi đạp một bước, không trung giống như có gợn sóng vô hình nở rộ, như từng bước sinh ra huyết ảnh hoa sen lúc này mới vung huyết ẩm cuồng đao bổ ra một mảnh đao ảnh oành một đao chảm không như bầu trời bị chém nứt bắn ra một mảnh vết máu bốn tên tu sĩ ở phía trước nhất rõ ràng ở phương vị khác nhau góc độ khác biệt lấy thủ pháp khác biệt đánh ra công kích của mình nhưng lúc này bọn hắn lại giống như bị một đao kia của phương hành vây công cảm giác chung quanh trên dưới trái phải tất cả đều là đao quang thuật pháp của mình giống như bị điên cuồng rút đi thân bất do kỳ bành 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 chém ra một đao, lại vang lên bốn tiếng nổ, tiểu kính hồ liên tiếp vang lên bốn cột nước. Chỉ một đao, liền bại bốn người, ra hỏa kia là tu vi gì? Tiện tay một đao, chưa xuất toàn lực, hắn tất nhiên còn lưu dư lực. Nghe khẩu âm của người này, từng tự đám tu sĩ ở Nam Chiêm bộ cho bốn năm trước tới Thần Châu, hẳn cũng là mãnh long quá giang. Trong âm thanh kinh hoàng, chung quanh đã có vô số người vây xem khiếp sợ trâu đầu ghé tai trong mấy tiểu lâu cách tiểu kính hồ không xa có mấy khí tức cường đại chân chính lặng lẽ bay lên quan sát trận chiến này hừ có gan đừng chạy một đao đánh rớt bốn tu sĩ phương hành vung đao đuổi theo các tu sĩ phía sau hắn ở yêu địa thực lực lên nhanh ngoại trừ trận chiến ở trong yêu đế các còn chưa từng thỏa thích đấu qua mà trận chiến ở trong yêu đế các để tu vi của hắn tăng bốn tầng đã đi vào kim đan trung kỳ tu vi mang đến thực lực còn chưa triệt để lĩnh hội lúc này ngược lại được cơ hội càng chiến càng mạnh một đao vỗ bay thiếu niên thanh y lại một tay đánh đổ đại hán áo đen quay đầu một cước đá vào mông tu sĩ dâu dài ngay cả long nữ cũng kinh ngạc vừa rồi nàng không dùng chân lực nên chưa kiểm tra hết bản lĩnh thật sự của phương hành đến lúc này mới kinh ngạc phát hiện bốn năm không thấy tiểu hỗn đản kia chẳng những tu vi tiến vào kim đan thực lực còn tăng lên đáng sợ từ khoảng cách với tiểu kính hồ có thể thấy được thân phận địa vị thậm chí thực lực của các tu sĩ, nếu thực lực không đủ, vậy cũng không có tư cách ở địa phương gần Tiểu Kính Hồ. Sau khi phát hiện nơi đây rối loạn, bọn hắn vẫn bất động thanh sắc, không vội vã nhảy ra biểu hiện, bất quá sau khi phương hành một đao. Bộ bốn tu sĩ lại có một khí tức động tâm. Thực lực của người này quả thực không tầm thường, dù vào Bắc Tam Đạo, chỉ sợ cũng có tư cách thành chân truyền. Tu sĩ vây xem nhìn người ở trên không trung bị thiếu niên kia đánh giống như độc ruồi, cũng âm thầm kinh hãi nhìn thấy gia hỏa kia hung mãnh đã có người lặng yên lui lại xuất khỏi vòng chiến không dám tiếp tục động thủ vốn chỉ là muốn đến biểu hiện một chút vạn nhất biểu hiện không tốt bị người đập vào trong hồ thì mất hết mặt mũi hà ha, ha có chút ý tứ vào lúc này mấy đạo khí tức cường hoành trước đây một mực lặng yên cũng có sóng gió nổi lên còn có ai phương hành sách đại đao nhào mắt nhìn các tu sĩ vây xem khí tức ngang ngược phát tác nhìn ai cũng giống như dây báo lúc này đã có mười mấy người bị hắn vỗ xuống tiểu kính hồ còn lại không ai dám động thủ bất quá phương hành giống như còn chưa đánh nghiện ngược lại khiêu khích còn có ai muốn cướp lão bà của tiểu gia đi ra cho ta cam đoan sẽ không đánh chết người trường đao vung vẩy quát mà các tu sĩ vây xem thần sắc thì ngưng trọng mặc dù từng người mặt đầy nộ khí lại nhất thời không ai tiến lên ha ha các vị đạo hữu đã giấu rốt vậy để tại hạ đến bêu xấu đi trong không khí yên tĩnh bỗng nhiên có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Theo thanh âm vang lên, trong tiểu viện cách tiểu kính hồ chừng trăm trượng, bay ra một đạo ánh sáng nhạt, tựa như ánh trăng đầy trời vào lúc này cũng sáng lên mấy phần, sau đó ngừng tụ qua, từ hư vô hóa thành chân thực, từng tầng từng tầng lát thành bậc thang, kéo dài tới giữa không trung. Mà ở trong tiểu viện kia, lại có một tu sĩ trẻ tuổi chắp tay sau lưng xuất hiện, chậm rãi bước lên bậc thang, trời sinh đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, hai má như đao gọt, dung nhan tuấn mỹ như trăng, thần sắc đạm mạc lại không lạnh, khí độ phi phàm. Là đệ tử chân truyền của chân thần đạo tạ Huỳnh Hoa. Đệ tử chân truyền của chân thần đạo xuất thủ, kẻ này nguy rồi. Ai, có những nhân vật lợi hại như bọn hắn, lần này chúng ta tới chỉ là dệt hoa trên gấm. Vô số âm thanh nghị luận vang lên, có người kích động, có người ai thán, cũng có người đố kỵ khó chịu. Mà tạ Huỳnh Hòa ở trong các tu sĩ nghị luận, biểu lộ thong dong đi lại không nhanh không chậm đạp trên tháng bậc đi tới mỗi đạp một bước sống như cách trăng sáng càng gần một điểm ánh trăng nhàn nhà trên người sáng lên một điểm thời điểm bước lên giữa không trung hắn giống như một phần minh nguyệt toàn thân áo trắng tựa hồng mỗi một sợi tơ đều tàn ra quang mang nhu hòa tiếng nghị luận ở chung quanh sớm bị khí thế vô hình trên người hắn ép xuống tâm thần bị đoạt ngơ ngác nhìn ánh trăng kia chung quanh tiểu kính hồ đã có không biết bao nhiêu nữ đệ tử ngơ ngác nhìn hắn tâm thần si mê Trường công chúa điện hạ, sống hay chết. Tạ Huỳnh Hòa bỗng nhiên quay đầu, nhìn Long nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nho nhã lễ độ hỏi, Long nữ nhíu mày, nhưng vẫn đáp. Đuổi đi là được, không cần giết người. Cần tuân pháp chỉ của trường công chúa. Tạ Huỳnh Hòa gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người nhìn phương hành, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, nhưng vừa muốn nói chuyện, lại có chức ngẩn ngơ, dã tu kia vậy mà không thấy. Sưu. Ngay lúc này, đột nhiên có một tia ô quang từ trên trời giáng xuống thế tới cực nhanh thân hình mang theo kình phong chấn nước hồ xuất hiện hố sâu to lớn tạ huỳnh hỏa phản ứng cũng cực nhanh lập tức vung tay áo đưa tay bắt ấn nhưng pháp ấn vừa mới bốc lên bóng đen kia đã đến mình bóng đen kia đạp đến một cước cùng pháp ấn của tạ huỳnh Hòa đụng vào nhau dù tạ huỳnh Hòa đã ngưng tụ linh lực ngăn một cước kia ở ngoài thân nhưng cũng bị lực lượng cuồng bạo kia đạp bay bậc thang dưới chân vỡ vụn từng mảnh hắn thì phù phù rơi vào trong hồ con mẹ nó ngay ở trước mặt tiểu ra liếc mắt đưa tình coi ta là bóng đèn sao một cước đạp tạ công tử rơi vào trong hồ lửa giận của phương hành chưa tiêu thở phì phì mắng hận nhất loại tiểu bạch kiểm này đệ tử các tông các phái vây xem lúc này đều có một loại cảm giác hoang đường tạ huỳnh hỏa tuyệt đối không phải hạng người bình thường chính là đệ tử chân truyền của thuần dương đạo chỉ kém một bước là có thể liệt vào hàng ngũ tam đạo thất tử ở thần châu đệ tử chân truyền cũng không phải dễ làm như vậy nhất là đại tông như bắc tam đạo càng cực kỳ khắc nghiệt nhất định phải là người phù hợp đạo linh mới được mà cái gọi là đạo linh chính là tuổi tác của người tu hành ở tuổi tác còn có tiềm lực cực lớn linh động cảnh 16 tuổi trở xuống trúc cơ dưới 40 tuổi trong vòng trăm tuổi kết đan nguyên anh trong 300 tuổi độ kiếp trong ngàn tuổi năm tuổi tác này chính là đạo linh thường thấy nhất nói đơn giản điệu a nhi dưới 16 tuổi người người đều là chân truyền bởi vì bọn hắn đều có tiềm lực cực lớn mà đối ứng linh động dưới 16 tuổi, chính là trúc cơ dưới 40 tuổi, có thể ở trong 40 tuổi trúc cơ, thiên tư nhất định không kém, có thể ký thác trọng trách. Đạo lý đồng dạng, chính là kim đan trong trăm tuổi và nguyên anh dưới 300 tuổi, độ kiếp trong vòng ngàn tuổi, đây đều là một loại tuổi tác kinh diễm, chỉ cần còn ở trong đạo linh này, thì xem như tiềm lực vô hạn. Ở thần châu, cho dù là con của tông chủ, thiếu chủ một đạo, biểu hiện yếu, cho dù có trưởng bối bảo hộ, nhưng ở trong ánh mắt xem thường của những người khác, cũng không mặt mũi nào làm được chân truyền, thường thường sẽ tự động thoái ẩn. Mà tạ huỳnh hỏa, năm nay tuổi chưa qua 73, cũng đã là kim đan tầng 4, tuyệt đối có tư chất chân truyền. Trong các tu sĩ bởi vì sự tình chọn rể mà đến, tiếng hô của hắn cũng tương đối cao, vốn cho rằng tối thiểu nhất cũng có thể cùng người long tranh hổ đấu, cho dù không thể ôm mỹ nhân quy, cũng sẽ dương danh nhất thời, nhưng anh nghĩ tới, còn chưa tới thời điểm chọn rể, đã bị thiếu niên áo xám lai lịch bí ẩn đạp. Và trong hồ, mặc dù có hiểm nghi đánh lén, nhưng xem như đánh lén, cũng không có mấy người có thể đánh tạ huỳnh hỏa vào trong hồ. Dám can đảm khinh ta, muốn người đền mạng. Tiếng giống vang lên, trong tiểu kính hồ, một người mang theo sóng nước vạn trượng, như cự long xuất hải, hung diễm vô biên vọt về phía phương hành, chính là tạ huỳnh hỏa. Lúc này hắn nổi giận đùng đùng, bất quá cực kỳ chật vật, trên người toàn nước bùn, còn mang theo mấy cây rong bộ dáng tức hổn hển không còn thong dòng như lúc đầu thời điểm phương hành đạp tới hắn cũng kịp thời bắt ấn phòng ngự nên không có thụ thương chỉ là bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay mất hết mặt mũi mà thôi bởi vậy vừa ra ngoài liền muốn liều mạng với phương hành thông đồng lão bà của ta có lý luận phương hành hét lớn không lùi nửa bước liên tục đạp mấy bước sơn ý biến ảo không ngừng chấn áp tạo huỳnh hỏa đúng là sơn pháp mà hắn ở yêu đế các lĩnh ngộ càng thuần thục một bước một ảnh một ảnh một núi ta muốn làm thịt tạ huỳnh hòa đang gà thét sông lên lại bị đại sơn áp đỉnh ngạnh xanh cắt ngang thanh âm đang muốn đánh bay sơn ảnh nhưng đã có một sơn ảnh khác ép qua trọng lượng trên người nhất thời tăng lên gấp đôi thế sông bị ngăn trong tiếng giống tức giận đang muốn vận linh lực lại có một sơn ảnh đè xuống sau đó lại một cái liên tiếp bốn sơn ảnh trấn áp xuống tạ huỳnh hòa lập tức không chịu nổi kêu thảm một tiếng đệ tử chân truyền của thuần dương đạo vừa mới nhảy ra lại bị đánh vào trong nước bi ai các tu sĩ vây xem ở bên cạnh tiểu kính hồ đã ngơ ngác nhìn không biết nên nói cái gì cho phải thiếu niên hôi giam kia đến tột cùng lai lịch thế nào coi như thực lực không bằng tạ huỳnh hòa nhưng nhãn lực vẫn phải có rõ ràng nhìn ra thực lực của thiếu niên hôi giam kia tuyệt đối không phải tạo huỳnh hỏa có thể so sánh tâm tư chấn kinh nhào nhào suy đoán mà mấy đạo khí tức cường đại vừa rồi kia, lúc này cũng hơi liễm phong mang, không còn khí thế rào rạt như vừa rồi, ngay cả long nữ, ánh mắt cũng có chút cổ quái. Tựa hồ nàng không nghĩ tới, ngắn ngủi bốn năm không thấy, tiểu quỷ lúc ấy bị mình đuổi chật vật chạy chối chết, lại có bản sự bực này, nàng thậm chí âm thầm suy nghĩ, nếu mình hiện ra chân thân, có thể đánh bại hắn hay không? Người này lại giả heo ăn thịt hổ, ngay cả ta cũng bị lừa. Bên tiểu kính hồ, trên cành liễu đứng một nữ tử phiêu phiêu dục tiên con mắt lộ ra hận ý nhìn về phía phương hành đang tác chiến chính là khâu tiểu ngọc bị kinh động chậm chạp chạy tới nàng cũng không phải ngu ngốc nhìn thấy phương hành xuất thủ lập tức phát giác mình quá buồn cười tu sĩ thực lực kinh người như vậy lại bị mình coi là chúc cơ trong lúc nhất thời trên mặt có chút nóng bỏng nghĩ đến tiểu quỷ kia âm thầm còn có khả năng cười mình liền cảm giác như bị người tát một cái vừa xấu hổ vừa oán hận để trong nội tâm nàng nhất thời dâng lên sát cơ. Khâu Dương muội, ngươi có biết nội tình kẻ này không? Lúc này, có mấy đạo lưu quang bay tới, cầm đầu là Tô Quân, sau lưng hắn đi theo Châu Ly cùng với mấy đệ tử nội môn khác, bị hắn hỏi, trên mặt Khâu Tiểu Ngọc càng khó coi, cắn răng nói. Ta cũng bị hắn lừa, đáng hận, người này cố ý ẩn giấu tu vi là ta, mượn thân phận của ta vụng trộm vào thiên nhất cung, chắc hẳn không có hảo ý, Tô Sư Huynh yên tâm, tiểu muội sẽ xuất thủ thay thiên nhất cùng các người chém kẻ này nói xong vung tay lên ở trong lòng bàn tay xuất hiện một quan tài dài hơn một thước nhẹ nhàng xoay tròn nhìn thấy quan tài này tô quân biến sắc thần sắc hơi rét tựa hồ có chút kiêng kỵ hắn lui lại mấy bước đang muốn mở miệng chợt nghe một người cười nói ở thiên nhất cung sao còn cần khâu dư muội xuất thủ mấy người nghe tiếng nhìn lại thần sắc nhất thời run lên trên cung điện cách đó không xa đang có một đám mây bay tới ở trên mây rõ ràng là tám tu sĩ kim đan sơ kỳ đều mặt không biểu tình trên vai bọn hắn lại khiêng một cái kiệu diện tích chừng 10 trượng trên kiệu phủ lên da gấu trắng thật dày phía trên nằm một tên mập kia đúng là một tên mập mặc áo khoác mở pháp bào màu lam thẳng đến cái rốn bụng bự căng phồng lộ ở bên ngoài da màu hoàng kim thịt mỡ trên mặt hận không thể che hết ngũ quan khi cười rộ lên hai mắt bắn ra tinh quang bốn phía cái này ít nhất cũng một ngàn cân bài kiên thiếu cùng chủ đám người tô quân và châu ly đều cúi người không dám thở mạnh người đến là đứng đầu thập đại chân truyền của thiên nhất cung nhi tử của cung chủ đường vô nhai thiếu cung chủ đường vô phương không có hành lễ chỉ có khâu tiểu ngọc con mắt nàng ngơ ngác rơi vào trên thân một người ở bên cạnh cổ kiệu người kia mặc ma bào dung nhan cổ phác thần sắc đạm mạc ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn không có tiêu điểm chỉ là khâu tiểu ngọc nhìn lấy trong mắt hắn có nước mắt nhưng người này lại không nhìn nàng một cái người không phải không ở trong cung sao Khâu Tiểu Ngọc nhìn hắn nửa ngày, mới run giọng mở miệng hỏi. Nam từ khuôn mặt cổ phát trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ nhàng mở miệng. Sao ngươi lại tới đây? Khâu Tiểu Ngọc cắn môi, run giọng nói. Ta tới tìm ngươi, nam tử khuôn mặt cổ phát đạo mạc nói. Tìm ta làm gì? Khâu Tiểu Ngọc nhất thời nói không ra lời, hai mắt mông lung, nước mắt chớp động, giống như muốn khóc lên. Hạc hà. hà. Lữ sư huynh, cái này là ngươi sai rồi, sao có thể lãnh đạm với khâu sư muội như vậy? Thiền nhất cung thiếu cung chủ cười ha hà, cái bụng lại tạo nên một lùm gợn sóng. Ít nói đi, cái này ở thiền nhất cùng ngươi đại náo một trận, ngươi cứ nhìn như vậy sao? Nam tử khuôn mặt cổ phát khẽ cười một tiếng, ánh mắt như có tiêu điểm, nhìn về phía phương hành ở trên hồ, lúc này phương hành không ngừng đạp tạ huỳnh hòa vào đáy hồ, sau đó đuổi theo đám người vây xem chặt, ngạnh xanh đánh ra phòng thái vô địch, các tu sĩ vây xem đã không người dám xích lại gần tiểu kính hồ mà hắn thì về phía phía lòng nữ kêu to nam nhân của ngươi uy phong không một màn này để các tu sĩ đều cảm giác có chút im lặng lòng nữ thì thần sắc có chút tức giận Thiên nhất cung thiếu cung chủ đường vô nhai minh bạch ý tứ của hắn lại cố ý lắc đầu than thở nói người bình thường dám tới nháo sự thiên nhất cung chúng ta tự nhiên không tha hắn nhưng gia hỏa kia vừa nhìn liền biết không dễ gây cũng không phải người bình thường có thể dạy dỗ ra, đừng là quan muôn đệ tử của vị đại nhân vật nào, nếu không cẩn thận giết, phiền toái sẽ lớn lắm. Nam tử khuôn mặt cổ phát hừ lạnh một tiếng nói, người nghe không ra khẩu âm của hắn, đường vô nhai ngẩn ngơ lắc đầu nói, không giống như người thần châu bắc vực, nghe không hiểu từ nơi nào. Nam tử khuôn mặt cổ pháp thản nhiên nói, ta nghe ra, không khác đám nhà quê ở nam chiêm bộ châu bốn năm trước đi tới thần châu chút nào. Nam chiêm bộ châu, đường vô phương nở nụ cười. Vậy thì không sao, có ai không, ngươi gọi châu ly đúng không, lĩnh lệnh phủ của ta, nói cho các trưởng lão, có thể xuất thủ, thiền nhất cung hiểu đạo đại khách, thế nhưng dung không được nhà quê ở Nam chiêm bộ châu tới đùa nghịch uy phong. Sau khi nói xong, hắn lại mở miệng cười. Nhân mạng của Nam chiêm bộ châu không đáng tiền,